Chào mừng các em đến với buổi học trực tuyến ngày hôm nay, môn mỹ thuật lớp 5. Trước khi vào bài mới, các em hãy quan sát hai bức tranh và cho cô biết hai bức tranh này là hoa gì. Các em suy nghĩ thử xem. Bức tranh thứ nhất là hoa đào miền Bắc. Bức tranh thứ hai là hoa mai miền Nam. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay nhé. Mỹ thuật, chủ đề ngày Tết quê em. Tuần 21, vẽ tranh đề tài ngày Tết, lễ hội và mùa xuân. Một, tìm chọn nội dung đề tài. Bức tranh thứ nhất là ngày Tết. Bức tranh thứ hai là lễ hội. Trong tranh có những hình ảnh gì các em? Hình ảnh nào là chính phụ? Bức tranh có màu sắc như thế nào? Em cảm nhận thấy không khí Tết trong bức tranh có gì vui không nào? Hãy kể tên một số lễ hội mà em biết. Lễ hội thường có những hoạt động gì? Miêu tả không khí của lễ hội. Các em hãy quan sát một số bức tranh về lễ hội miền Bắc nhé. Lễ hội miền Nam, lễ hội Tây Nguyên, phần lễ có rước tượng, cúng tế, dâng hương, hoa, quả. Phần hội có những trò chơi dân gian như hát quan họ, đua thuyền, chọi gà, đấu vật, đánh đu. Không khí của lễ hội rất tưng bừng náo nhiệt, cờ hoa sảng sỡ. Hai, hướng dẫn vẽ tranh. Bước 1, vẽ phác mảng chính, mảng phụ. Bước 2, vẽ phác hình ảnh chính phụ vào mảng. Bước 3, vẽ chi tiết hoàn thiện hình. Bước 4, vẽ màu theo ý thích. Các em hãy xem các bức tranh của các bạn năm trước nhé. Ba, thực hành vẽ tranh, yêu cầu bài tập, chọn được nội dung phù hợp khả năng. Vẽ hình ảnh cân đối với khung giấy, vẽ màu theo ý thích. Các em hãy xem tranh nói lên các hoạt động của em, gia đình vào ngày Tết lễ hội. Là người con của dân tộc Việt Nam,
Các em hãy đóng góp sức lực nhỏ bé của mình để bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của đất nước, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, ngang tầm khu vực và thế giới. Dặn dò, tiếp tục hoàn thành bài. Xem bài Thiếu nữ bên Hoa Huệ. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.